chào các bạn, cô là Phương Linh. Hôm nay cô rất vui được gặp lại các bạn trong video kỳ này của Bé Tò Mò. Mùa dịch này quả thật không ai mong muốn đúng không ạ? Ba mẹ thì không thể đến cơ quan, các em nhỏ thì không thể đến trường, các quán xá, các khu vui chơi thì mở cửa. Và quan trọng hết là khi ở nhà, các em bé thì cực kỳ năng động và nhiều năng lượng. Ba mẹ thì không có đủ trò chơi để giải trí cùng các con, đúng không nè? Nhưng yêu tổ quốc, yêu đồng bào, ở nhà là cách đơn giản và hiệu quả nhất để phòng chống dịch bệnh. Vì vậy, hôm nay Bé Tò Mò sẽ giới thiệu đến tất cả các bạn nhỏ và ba mẹ một thí nghiệm rất đơn giản mà các bạn nhỏ có thể cùng ba mẹ làm ở nhà nhé. Thí nghiệm này chúng ta sẽ đổi màu hoa hồng. Chúng ta cần chuẩn bị những gì cho thí nghiệm này? Hoa hồng hoặc bất kể loài hoa nào màu trắng mà chúng ta có. Tất nhiên, thí nghiệm của chúng ta cũng có thể đổi màu hoa cúc, đổi màu hoa gì đó, cũng không nhất thiết là đổi màu hoa hồng nhé. Ở đây, cô sẽ thử làm thí nghiệm này với hoa hồng và hoa baby để xem hoa nào đổi màu nhanh hơn nè. Bình cắm hoa thủy tinh trong suốt để quan sát. Nếu không có bình, chúng ta có thể dùng ly thủy tinh cũng được. Màu thực phẩm, kéo. Màu thực phẩm này ba mẹ có thể mua ở các cửa hàng bán dụng cụ làm bánh. Bé Tò Mò thì mua ở cửa hàng làm bánh kem nè. Đầu tiên, chúng ta sẽ lấy nước vào ly. Đổ màu vào ly nước. Mỗi ly một màu để quan sát sự đổi màu của từng bông hoa nè. Ở đây mình sẽ có màu đỏ, màu tím, màu xanh và màu vàng. Chúng mình sẽ khuấy nhẹ để màu hòa tan trong nước nhé. Sau đó chúng ta sẽ dùng kéo cắt cành hoa. Bé Tò Mò sẽ cắt cành hoa baby ngắn vừa cắm vào ly như thế này nè. Còn hoa hồng mình sẽ cắt dài hơn một chút, cắm vào ly cao hơn cho đẹp nha. Ngoài ra cả nhà cũng có thể cắt một bông hoa dọc thân cây thành hai nửa và dừng lại ngay khi chạm đến phần hoa, nhúng hai nửa thân cây ở hai ly màu khác nhau và cùng quan sát sự thay đổi màu của mỗi cánh hoa của bông hoa này so với bông hoa khác nhé. Vậy là xong phần chuẩn bị rồi, bây giờ chúng mình sẽ để các bông hoa này ở một chỗ thoáng mát dễ quan sát nhé. Hoa có thể mất vài giờ hoặc lâu hơn để đổi màu nè. Kết quả là hoa hồng rất nhanh đổi thành màu hồng và màu xanh nè. Đặc biệt, nếu nhìn kỹ, các bạn còn thấy màu lá của hoa hồng cũng đổi thành màu đỏ luôn. Còn hoa baby được cắm vào ly nước màu đỏ, đổi màu nhanh hơn các màu còn lại. Hoa baby cũng sẽ chuyển sang màu xanh, màu vàng, dù hơi nhạt một chút. Riêng cành hoa cắm ở hai ly nước có màu khác nhau thì mỗi nửa bông hoa có một nửa màu khác nhau như vậy. Đây là cành hoa cuối cùng Bé Tò Mò tận dụng nên nhìn hơi héo, các bạn thông cảm nha. Điều gì vậy nhỉ? Tại sao các cánh hoa lại có thể đổi màu? Hầu hết các loài thực vật đều hấp thụ nước từ mặt đất qua rễ của chúng. Nước đi lên thân cây, vào lá và hoa để làm thức ăn, giúp hoa luôn được tươi. Khi một bông hoa bị cắt khỏi cây, nó không còn rễ nữa, nhưng thân của hoa vẫn còn hấp thụ nước và cung cấp nước cho lá và hoa. Cành hoa cắm ở cốc nước có pha màu đỏ. Cánh hoa bị nhuộm màu đỏ vì mạch gỗ đã vận chuyển nước và muối khoáng từ dưới lên trên, làm cho cánh hoa bị nhuộm màu đỏ của nước pha màu. Vậy là chúng ta đã thực hành xong thí nghiệm đổi màu hoa hồng rồi nè.